Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Việt Hùng Cao đang có mặt tại huyện Bắc Quang. Quay cho quý vị và các bạn cùng xem cái lễ hội gầu lồng tồng của bà con nơi đây nhé. Vâng, cùng quý vị và các bạn cùng theo chân Lợi TV. Đây là những công tác của bà con đang chuẩn bị cho khai mạc. Đây là trung tâm làm lễ đấy. Thuộc bên hữu sông Lô huyện Bắc Quang và thuộc khu Gia Tự đi từ hướng nam của trung tâm huyện Bắc Quang. Đi đầu là mâm lễ tồng của xã Đồng Yên. Tiếp theo là các xã, thị trấn, xã Hồng An, thị trấn Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Hảo, xã Tiên Kiều, xã Việt Hồng, xã Đông Thành và xã Vĩnh Phúc. Với mong muốn dâng lên lễ mọn lòng thành để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu cho một năm sản xuất mùa màng bội thu, lòng thành tạ đất, tạ trời trong mùa xuân mới và cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà hạnh phúc, người người hoan hỉ. Đây là những mâm lễ tồng được dâng lên đàn cúng để nghệ nhân, thầy cúng thực hiện nghi thức tâm linh theo phong tục tập quán. Thank you.
đêm cánh tiên thắm thúy quê mình ơi bóng quan trong niềm vui mới tiếng đàn khen đắm say ở lòng ai rực sáng trên quê hương ngày xuân bóng quan vươn lên từng ngày bóng quan quê em đẹp sao bao tiên xuôi quê em đó bắc quang mình ơi cùng hát lên cho tiếng đàn ngân xa đẹp lắm, cứ cấy từ từ thôi, đừng cấy nhanh. Cấy đẹp đấy, người ta chấm điểm đẹp thôi, cứ cấy nhanh. Không cần cấy nhanh đâu, cứ cấy đẹp là được. Mai gặt lúa là nó đẹp. Cây cách cây 10 đến 12 cm. Cây cách cây.